Chương 493. Không tiên cách vẫn tấn cấp. Mã Quốc Kỵ tỉnh lại thời điểm nồi kiếp sớm đã đi qua. Một sợi ánh nắng sớm rơi trên người Mã Quốc Kỵ, để Mã Quốc Kỵ toàn thân đều là cảm thấy thư sướng nhẹ nhõm, cảm nhận được chính mình hùng hậu. Tiên nguyên cùng thức hải rộng lớn, Mã Quốc Kỵ có một loại khoái ý muốn thét dài. Kim tiên, loại thực lực này so với thiên tiên đâu chỉ là cường đại gấp 10 lần. Lúc trước hắn có thể tại thiên tiên cảnh giới đối phó với kim tiên, xem ra chủ yếu là bởi vì Vĩnh Hằng Giác Vực có thiên địa quy tắc hạn chế. Còn có chính là những cái cường giả kia không nguyện ý dùng quy tắc phủ đi Vĩnh Hằng Giác. Xem ra ngưng tụ tiên cách liền không thể tấn cấp kim tiên. Chuyện này với hắn không thích hợp. Hắn bất hủ phạm nhân quyết, không có ngưng tụ tiên cách một dạng có thể tấn cấp kim tiên. Mã Quốc Kỵ nhịn được xúc động thét dài đứng lên. Trên người hắn quần áo lam lũ, trên mặt cùng trên cổ lội bị lôi hổ đánh ra mấy đạo lôi ngân đáng sợ. Cơ việc thương thế trên người hắn dần khôi phục, lôi ngấn trên da thịt cũng chưa biến mất. Bất quá Mã Quốc Kỵ biết hắn sinh cơ lạc chỉ cần một cách vận hành, loại này chậm chạp biến mất, lôi ngấn không thấy gì. Mã Quốc Kỵ chẳng những không có vận chuyển sinh cơ lạc để cho mình lôi ngấn biến mất, hắn còn ngăn trở sinh cơ lạc tiếp tục chữa trị trên mặt cổ vết thích. Hắn còn dự định đổi lấy một ít cái tên, ít nhất chờ chính mình nhất định năng lực về sau lại nói khác. Hắn hai lần tại Vĩnh Anh đại náo Anh Biên Thành đắc tội bao nhiêu người, vậy liền coi là càng quan trọng hơn. Hắn đi tại tiền giới trước đó cướp đi vô sinh hà ngọn nguồn hồ lô kia. Hồ lô kia tại hắn bất hủ giới bên trong ở lại. Mã Quốc Kỵ thậm chí không dám dùng thần niệm câu thông. Hắn chuẩn bị tìm một cái địa phương an toàn, bố trí từng đợt phòng hộ trận, sau đó lại câu thông bất hủ giới bên trong hồ lô. Ký tức trong hồ lô kia có thể gột rửa thân thể, há có thể là đơn giản. Tiên giới đúng là so với Vĩnh Hằng Giác, nơi này cường giả quá nhiều, một khi tiết lộ một chút khí tức, nói không chừng lập tức có cường giả đem hắn bóp chết. Một đạo thanh thủy quyết đem chính mình thanh tẩy một lần, Mã Quốc Kỵ đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình tấn cấp kim tiên về sau càng lộ ra bình thường không bình thường. Không có lửa điểm linh vận khí tức tràn ra ngoài, hiện tại đem hắn ném đến phàm nhân thành thị bên trong, thậm chí không ai có thể nhìn ra hắn cùng với người bình thường chỗ nào khác nhau. À, đồ tốt. Một cái kinh hỉ thanh âm truyền tới, Mã Quốc Kỵ dương mắt đã thấy nơi xa một nam tử tuổi trẻ, mộ da trắng nõn, trong tay nắm chặt bán nguyệt kích nhận. Mã Quốc Kỵ giương tay đem tiên cô nắm trong tay, sau đó ôm quyền chậm rãi nói: vị đạo hữu này, trong tay ngươi là pháp bảo của ta. Vừa rồi ta thời điểm độ kiếp không cẩn thận bị lôi kiếp đánh bay. Thực sự bởi vì Mã Quốc Kỵ không muốn lại tìm sự tình, bằng không mà nói cái này bán nguyệt kích nhận hắn sớm đã luyện hóa 3 tầng cấm chế. Tay hắn một chiêu cái này bán nguyệt kích nhận liền có thể rơi trong tay hắn. Làm tử già trắng lõn sầm mặt lại, ngữ khí băng hàn nói: người là ai? Lão tử nhặt được pháp bảo tàn phiến sẽ là của ngươi, người cũng xứng có được loại vật này. Làm tử màu da trắng lõn tiếng nói mới rơi xuống, lại có hai đạo nhân ảnh nhanh chóng kề tới. Hai người, một nam trung niên, mặt khác là một thiếu nữ. Thiếu gia, chuyện gì xảy ra? Nói chuyện là một tên nam tử trung niên kia. Bởi vì tên nam trung niên này, Mã Quốc Kỵ lần nữa cố nén ý động thủ. Nam tử trung niên này tu vị so với hắn cao hơn, Mã Quốc Kỵ hoài nghi gia hỏa này hẳn là một huyền tiên tu sĩ. Từ gia hỏa này khí thế trên người, xem như huyền tiên bất quá là một cái huyền tiên sơ kỳ mà thôi. Bản thiếu gia nhặt được pháp bảo tàn phiến, gia hỏa này còn nói là của hắn. Ta Câu Tinh Hạo lần thứ nhất gặp phải loại gia hỏa phách lối này, ha ha. Nam tử trắng nõn cười hắc hắc: người cùng Tinh Hạo không phách lối là chuyện tốt, lại còn nói người ta phách lối. Ta đồng dạng là lần đầu tiên nghe được. Lại có một âm thanh truyền đến, cùng đi theo một tên nam tử trẻ tuổi. Mã Quốc Kỵ trông thấy tới cái tu sĩ này, cảm giác gia hỏa này cực kỳ giống một người, chính là Hầu Ngọc Thừa. Hầu Ngọc Thừa tướng mạo ngược lại so với gia hỏa này muốn tiêu sái hơn, chỉ vì tu vị của Hầu Ngọc Thừa hiện tại hẳn là kém xa tích tắp cái tu sĩ trẻ tuổi này. Theo Mã Quốc Kỵ, gia hỏa này ít nhất là một cái kim tiền viêm mãn cường giả. Câu Tinh Hạo hừ một tiếng, không để ý tới nhiều chuyện. Trẻ tuổi nam tử, Tích Ni sư muội đã lâu không gặp. Nam tử trẻ tuổi mới tới châm chọc một phen, Câu Tinh Hạo
lại chủ động hướng tới xa xa chào hỏi. Mà Quốc Kỵ cũng thấy phía xa nữ tử trẻ tuổi, hắn có cảm giác vị nữ tử trẻ tuổi này lúc đầu không ý định tới, bởi vì cái này vừa tới nam tử trẻ tuổi chào hỏi, nàng cũng đi tới vô cùng có tu dưỡng tỷ lễ nói qua. Tích Ni gặp qua chân nhai tiên thành Trọng Sư Huynh, gặp qua Đào Ngân Phòng Câu Sư Huynh. Nữ tử một thần nam nhạt quần áo cõng lên nghiêng lấy một cái thanh trường kiếm, cả người thật giống như là mây mù, dạo bước đồng dạng dung mạo cực kỳ xinh đẹp, sắc mặt lộ ra một vẻ nhu hòa. Xem xét chính là cái loại nữ tử cực kỳ có tu dưỡng, cho người ta một loại cảm giác phải thân cận. Nam tử trẻ tuổi cười ha ha một tiếng, thế mà quay sang nói với Mạc Quốc Kỵ: vị bằng hữu này, vừa rồi công ty Hạo có hay không cầm của ngươi đồ vật? Ta hiện tại cố ý đem Sương Tiên Hồ Tích Ly sư muội cũng mời đến làm chứng, xem Đào Ngân Phòng thiếu phong chủ này có hay không ưa thích cường thủ hào đoạt. Mạc Quốc Kỵ chú ý tới Tích Ly về sau câu tinh Hạo ngạo mạn khí tức thu liễm rất nhiều, tự hồ muốn cố ý để cho Ly Tích trông thấy hắn phong độ thần sĩ một mặt. Mặc dù không biết cái này chân nhai tiên thành tu sĩ họ Trọng có hay không muốn mượn nhờ hắn đả kích tiểu bạch kiểm câu tinh Hạo, Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói: Mạc Tinh Hà gặp qua mấy vị đạo hữu, trước đây không lâu ta độ kiếp pháp bảo bị đánh nát, bởi vì ta trọng thương tại thân cho nên nhất thời chưa kịp thu hồi pháp bảo tàn phiến của mình. Hả, ta tới đây nhặt được một cái tàn phiến, người liền nói là của ngươi, hẳn cho ta một cái chân nhai tiên thành trọng chấn giúp người nói chuyện. Đã cảm thấy ta cầu tình Hạo không động được ngươi. Cầu tình Hạo không đợi Mạc Quốc Kỵ nói xong hừ lạnh một tiếng nói: mặc dù hắn suy đoán trong tay pháp bảo tàn phiến có thể là của Mạc Quốc Kỵ, bất quá pháp bảo này nếu đã bị đánh nát vậy coi như là vật vô chủ, lộ lát pháp bảo tàn phiến kia, cái kia luyện hóa thần niệm ấn ký tự nhiên cũng sẽ bị oanh phá thành mảnh nhỏ. Như Mạc Quốc Kỵ siêu việt đại ất tiên cường giả, hoặc là hắn có chút cố kỵ Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ chú ý niệm ấn ký bên trong tàn phiến. Trên thực tế Mạc Quốc Kỵ mới chỉ là một cái vừa độ kiếp kim tiên tu sĩ, hắn đúng là tin tưởng một cái kim tiên tu sĩ có thể đem chính mình thần niệm lưu lại pháp bảo tàn phiến. Hắn không biết pháp bảo tàn phiến này vốn chính là Mạc Quốc Kỵ đơn độc luyện hóa. Mạc Tinh Hà, người thì như thế nào chứng minh pháp bảo tàn phiến của ngươi? Trọng Trấn căn bản không để ý câu tinh Hạo y nguyên hỏi Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ từ tốn nói: đây vốn là vật của ta, ta không cần đi chứng minh. Nghe Mạc Quốc Kỵ nói, chẳng những Trọng Trấn ngây người, chính là Tích Ly cũng nhíu mày không nói. Nàng đoán được câu tinh Hạo muốn cấp đoạt người tán tu này đồ vật, không nghĩ tới người tán tu này thế mà nói chuyện bằng giúp bọn hắn nói chuyện Trọng Trấn xuống đài không được. Nhìn Mạc Quốc Kỵ trong mắt cũng hẳn là một cái nghèo rớt mồng tơi tán tu, ngay cả vết sẹo trên mặt không có năng lực bỏ đi, phải biết mua sắm một viên phục nhan đan dược các bạn không cần bao nhiêu tiên tinh. Ha ha, câu tinh Hạo cười, tiếng cười của hắn còn chưa triệt để phóng xuất, đám người nghe thấy ông một tiếng vang nhẹ, trong tay hắn bán nguyệt kích nhận đã bay thẳng ra ngoài, sau đó rơi thẳng vào Mạc Quốc Kỵ trong tay. Tất cả mọi người ngây ngất cả người. Trọng Trấn tỉnh ngộ nhanh nhất lập tức cười ha ha nói: câu huynh, thứ này quả nhiên là ngươi nhặt, thế mà có người khác niệm ký đồ vật đều nhặt được, người lợi hại quá lợi hại. Nói xong câu đó, Trọng Trấn bỗng nhiên tay một trận, một mặt quẻ càn khôn rơi trên mặt đất. Hắn khoa trương xoay người một phát, bắt được chính mình quẻ càn khôn, lo lắng nói: nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, kém chút nữa bị người cho nhặt đi, nơi này có nhặt đồ vật cao thủ, ta phải cẩn thận một chút. Câu tình Hạo sắc mặt âm trầm cực kỳ khó coi, xem như là nhu hòa bình tĩnh Tích Ly giờ phút này cũng bị Trọng Trấn động tác chọc cười, nhịn không được khe khẽ che môi đỏ. Ngược lại, thật không nghĩ là rằng bán nguyệt kích nhận là pháp bảo tàn phiến của ngươi. Pháp bảo tàn phiến này ta rất ưa thích, ngươi ra giá đi, ta xuất thủ mưu lại. Cầu tình Hạo ngược lại cò được giãn được, tại Mạc Quốc Kỵ lấy chính mình bán nguyệt kích nhận về sau, hắn thế mà hướng Mạc Quốc Kỵ mua sắm. Mạc Quốc Kỵ đưa tay đem bán nguyệt kích nhận trong chiếc nhẫn của mình nhàn nhạt nói: đồ của ta không bán. Nói xong hắn lại đối chơi với Trọng Trấn ôm kề nói: vừa rồi đa tạ Trọng đạo hữu bình vực lẽ phải. Cầu tình Hạo hừ lạnh một tiếng, dùng màng sát ý ánh mắt quét qua Mạc Quốc Kỵ đồng dạng, lúc này mới nói với Tích Ly: chớ nơi này, sau khi rời đi hoàn nghênh Ly sư muội tiến đới Đào Ngân Phòng làm khách, ta có việc đi trước một bước. Lời này rời đi khỏi đây, Mạc Quốc Kỵ trong lòng khẽ giật mình,
nơi này chẳng lẽ không phải thiên giới? Trọng trấn cầu Tình Hạo rời đi, khinh thường một tiếng, lúc này mới nói với Mạc Quốc Kỵ: Mạc đạo hữu khách khí, người về sau cẩn thận một chút, gia hỏa này thế mà còn mang theo một cái huyền tiên tay chân, thật sự là không biết xấu hổ cực kỳ. Ngươi hẳn thông qua tán ngạch tiến vào trong này, ta đề nghị người tốt nhất tìm mấy người tổ đội. Chẳng lẽ đây là một cái bí cảnh? Chính mình từ Vô Sinh Hà ngọn nguồn, sau khi đi vào, đi tới một cái bí cảnh. Mạc Quốc Kỵ đang muốn hỏi thăm một phen, bỗng nhiên nơi xa bộc phát kịch liệt tiếng lổ âm, một cái đoàn chướng mắt lửa ngút trời tới. Trọng Trấn đối với Mạc Quốc Kỵ cùng Tích Ly vội vàng chào hỏi một tiếng, cấp tốc độn tới. Trọng Trấn sư huynh nói không sai, chính người phải cẩn thận một chút. Một bên Tích Ly cũng vội vã nói một câu về sau đi vọt tới. Mạc Quốc Kỵ vừa định đi, nhìn một chút loại nguy cơ từ đáy lòng dâng lên, hắn theo bản năng ở chỗ cũ độn mở. Sau một khắc, một vị nam tử trung niên đột ngột xuất hiện cách hắn không xa. Là ngươi? Mạc Quốc Kỵ trong lòng thất kinh, nam tử trung niên này chính là đi theo Cầu Tình Hạo bên người cái kia huyền tiên. Hắn thất kinh không phải, gia hỏa này tu vị huyền tiên mà gia hỏa này vô thành vô tức trở về mai phục bên cạnh hắn. Hắn không cảm giác được tiểu tử có thể trong này trở thành kim tiên. Xem bộ dáng thu hoạch bảo vật gì, đem chiếc nhẫn giao ra, sau đó tự tuyệt ta thay cho ngươi một cái toàn thây. Nam tử trung niên cười lạnh nói. Chương 494, trận chiến gian nan. Mạc Quốc Kỵ căn bản là lười nhắc ra hỏa này, xòe tay thiên cơ côn xuất hiện trong tay hắn. Tên này huyền tiên coi là Mạc Quốc Kỵ đang nghe hắn về sau trước tiên sẽ bỏ chạy, sau đó hắn sẽ ở Mạc Quốc Kỵ bỏ chạy trong nháy mắt chế trụ. Hắn không nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ lại dám động thủ, một cánh cả tiên vận đều không hiện ra kim tiên tu sĩ, hay là mới vượt qua lôi kiếp kim tiên, dựa vào cái gì dám cùng hắn đánh? Người không biết tu vị của ta. Tên này huyền tiên kịp thời phản ứng, Mạc Quốc Kỵ căn bản không nhìn ra tu vị của hắn, nếu không từ đâu tới lá gan? Mạc Quốc Kỵ đã là một côn đánh tới, muốn đánh liền đánh, nơi nào có nói nhảm như vậy. Ông một đạo ngấn ảnh vạch phá không gian, trực tiếp đánh tới hướng phía tên huyền tiên tu sĩ. Mạc Quốc Kỵ một côn này chỉ dùng 5 thành tiên nguyên, hắn biết đối thủ mạnh hơn hắn. Hắn một côn này hoàn toàn là thử nhìn một chút chính mình có hay không cùng hắn chống đỡ. Nếu không mà nói, hắn lập tức bỏ chạy. Thật là cản rỡ sâu kiến. Cái này huyền tiên tu sĩ rốt cuộc vẫn nộ, một đạo bạch quang cuốn ra trực tiếp đánh vào Mạc Quốc Kỵ thiên cơ côn bên trên, xé rách hàn khí trong nháy mắt xâm nhập Mạc Quốc Kỵ thân thể, cuồng bạo tiên thiên cuốn tới, trực tiếp đem Mạc Quốc Kỵ đánh bay ra ngoài. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ bị chính mình tiện tay một kích đánh bay, tên này huyền tiên cười lạnh một tiếng, hiện tại cuối cùng cũng biết chênh lệch đi. Phải biết hắn ngay cả lĩnh vực không có mở rộng ra, kim tiên cùng huyền tiên loại khe rãnh to lớn kia căn bản không phải một cái dũng khí có thể bù đắp. Hắn nhưng là từng chưa thấy qua kim tiên tu sĩ có thể chống lại huyền tiên, dù hắn chỉ là một cái huyền tiên sơ kỳ. Bị đánh bay trên không trung, Mạc Quốc Kỵ ngược lại bình tĩnh, thực lực quán hoàn toàn chính xác cùng cái này huyền tiên tu sĩ có một ít chênh lệch, chênh lệch cũng không phải rõ ràng như vậy. Hắn thậm chí có thể tìm cơ hội xử lý đối thủ, hiện tại tốt nhất chính là làm cho đối phương biết hắn không chịu nổi một kích. Tiểu tử đi chết đi. Cái này huyền tiên tu sĩ căn bản cũng không chờ Mạc Quốc Kỵ rơi trên mặt đất, vừa sải bước đi qua cường đại huyền tiên lĩnh vực trực tiếp bao phủ tại Mạc Quốc Kỵ, một thanh tản mát ra hàn ngân long xạ mang theo mảnh lớn sát mang. Những cái sát mang này chẳng những là bao lấy lĩnh vực của hắn, liền ngay cả Mạc Quốc Kỵ rút lùi đường đi cũng là bao lấy. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, nếu là Trọng Trấn cùng Tích Ly không biết chuyện này còn tốt, hiện tại Trọng Trấn biết chuyện này, một khi Trọng Trấn biết mình quay đầu giết người đoạt bảo, chuyển đi đối với Đào Ngân Phong thiếu gia là một cái cự đại danh dự tổn thất. Cảm nhận được vô tận vô biên huyền tiên lĩnh vực trói buộc tới, mạng lớn hạn mang che lớn bầu trời đem không gian lấp đầy, Mạc Quốc Kỵ ngược lại nhắm mắt. Giữa khắc này hắn cảm nhận được chính mình tiếp nhận đến công kích. Thế này huyền tiên hiển nhiên là ôm một chiêu tất giết hắn suy nghĩ, công kích phạm vi rộng lớn, đem hắn đường chạy đều toàn bộ phong kích. Mạc Quốc Kỵ ngược lại nhẹ nhàng thở ra, đối với loại công kích phạm vi lớn này thoạt nhìn là toàn lực xuất thủ, trên thực tế là chân chính kinh thị hắn. Không có thực lực kia, lại muốn làm ra bại cái loại này sự tình,
Hắn mà Quốc Kỵ xem như cái kim tiên sơ kỳ cũng không phải là một cái huyền tiên muốn phong bế liền phong bế. Mà Quốc Kỵ lĩnh vực ở xung quanh người cũng không có bộc phát đi ra. Cái kia huyền tiên trong lĩnh vực ẩn chứa sát ý trong ý niệm cảm giác của hắn, nhìn một cái không sót gì. Hắn thậm chí có thể cảm giác được cái kia mạng lớn xạ mang bên trong ẩn nấp mấy một thanh thước dài đao khí. Đao khí kia mới là đối phương đòn sát thủ chân chính. Một khi hắn tránh không khỏi, cái kia mạnh lớn ngân nòng sạn mang đạo khí kia liền sẽ không phát động. Một khi hắn tránh thoát, đạo khí kia chính là trốn trong huyền tiên lĩnh vực. Chúng độc rắn miệng mắt thấy cái ngân nòng sạn nhận màng sắp đến để mặc khị xé rách. Cái kia huyền tiên tu sĩ ngược lại nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết, xem như mặc khị lại kém, tại chính mình loại này phô thiên cái địa sát thủ phía trước cũng có thể có phản ứng mới là. Vì sao hiện tại máu kỵ lửa điểm phản ứng đều không có? Dù là lĩnh vực quán hoàn toàn trói bực lại đối thủ cũng không, cũng chỉ có thể dãy dụa. Cái này tựa hồ không thích hợp, hoàn toàn chính xác không thích hợp. Tại cái này huyền tiên nghĩ tới chỗ này thời điểm mà quốc kỵ đã động. Mà quốc kỵ tích xúc đã lầu tuyền qua lĩnh vực ẩm vàng lộ tung. Giờ phút này hắn chẳng qua không có lùi lại tránh né cái này đầy trời ngân nong sạn mang, ngược lại tiến đến một bước, đồng thời đấm ra một quyền. Cảm nhận Mạc Quốc Kỵ rốt cuộc động, tên này huyền tiên tu sĩ không kinh hãi mà lấy làm mừng. Hắn còn tưởng rằng Mạc Quốc Kỵ có cái gì mánh khóe tới, nguyên lai là muốn xúc tích năng lượng. Không, hắn kinh hỉ trong nháy mắt liền bị cắt đứt. Hắn vậy mà cảm nhận được chính mình huyền tiên lĩnh vực không có cách nào ngăn chặn được lĩnh vực của đối phương. Đối phương chẳng những động, hơn nữa là thoạt nhìn không có lửa điểm ảnh hưởng, mà lại lĩnh vực của đối phương thật giống như là sóng biển dâng trào. Đây là một cái kim tiên tu sĩ lĩnh vực. Oành, lĩnh vực đụng vào nhau cuồng bạo ập tới. Áp lực xoắn. Tên này huyền tiên tu sĩ lúc này liền hiểu được, trước đó cái này nho nhỏ kim tiên tu sĩ cũng không có xuất toàn lực. Loại này lĩnh vực toàn diện va chạm mới là đối thủ chân chính thủ đoạn. Dù là hắn vẫn không có đem mà có kỵ để trong mắt, nhưng hắn thần niệm lại khu động ẩn nấp tại ngân lòng sạn bên trong đào khí. Chuôi này lúc đầu chỉ có dài một thước, đao khí bỗng nhiên tăng vọt mở, hóa thành một đạo 10 trượng dáng dấp vết đao bổ về phía Mạc Quốc Kỵ. Lăng lệ sát ý tràn ngập ra là một loại xé rách tất cả khí thế. Mạc Quốc Kỵ lĩnh vực rất mạnh, liền xem như mạnh hơn tại hắn, loại này vết đao phía dưới cũng hóa thành mây khói. Oanh, kèn két, một cái đạo cực nóng khí tức xông ra. Mạc Quốc Kỵ lĩnh vực hóa thành một cái đạo không gian thông đạo, không đúng, là không gian hỏa diễm thông đạo. Thúc giục vết đao của mình về sau, tên này thiên huyền tiên tù sĩ cũng kiếp sợ không thôi. Mạc Quốc Kỵ một quyền này mang theo quyền vực cường đại, quyền vực cùng với thiên hỏa lĩnh vực dung hợp với nhau để hắn hoàn toàn trói buộc chặt. Thực là hắn có huyền tiên lĩnh vực, mà hắn huyền tiên lĩnh vực cùng Mạc Quốc Kỵ lĩnh vực rảo sát cùng một chỗ, để đối thủ quyền vực không chút kiêng kỵ quét ngang mà tới. Huyền tiên tù sĩ cũng hiểu được đây mới chính là đòn sát thủ của đối thủ. Đây tuyệt đối không phải là một cái đơn giản kim tiên tu sĩ, càng không có khả năng vừa mới độ kiếp kim tiên sơ kỳ. Vết đao, bạo cho ta! Huyền tiên tu sĩ giữa sát na liền biết chính mình coi thường Mạc Quốc Kỵ. Nếu hắn không phải xem nhẹ đối thủ, hắn căn bản không cần thụ thương liền có thể đem đối thủ oanh sát. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ khủng bố như thế, quyền vực dưới liền xem như hắn tránh đi cũng khó tránh khỏi thụ thương. Phốc, cái này huyền tiên tu sĩ hết sức rời đi. Mạc Quốc Kỵ một quyền y nguyên rắn chắc đánh nát hắn tiếp thân vòng bảo hộ, trực tiếp đánh vào phần eo hắn. Từng đợt xương cốt vỡ vụn, đứt gãy thanh âm truyền tới. Tên này huyền tiên tu sĩ há hốc mồm phun ra một đạo máu tươi, quỳ rạp xuống đất. Ngũ tạng lục phủ quán đều giống như tại liệt hỏa đun rồi đồng dạng, cơ hồ muốn toàn bộ hóa thành bột mịn. Từ tu luyện tới hiện tại, hắn chưa bao giờ nhận qua loại này trọng thương. Đồm đốp, cơ hồ tại Mạc Quốc Kỵ một quyền này oanh đem huyền tiên tu sĩ đánh trọng thương, đồng thời cái kia huyền tiên tu sĩ hơn 10 trượng dáng dấp vết đao lộ tung, vết đao hóa thành trên trăm đạo nhận mang, cường đại vết đao khí tức trói buộc tại Mạc Quốc Kỵ, trực tiếp xé rách Mạc Quốc Kỵ tuyển qua lĩnh vực, đem Mạc Quốc Kỵ gầm trên mặt đất. Nếu không phải tiên cơ cô nảnh ngăn trở cái mạng lớn ngân nòng sạn mang, lần này liền sẽ để cho Mạc Quốc Kỵ bị xé lứt thành mảng vỡ. Mạc Quốc Kỵ há mồm phun ra mấy đạo máu, dãy dụa lấy ngồi dậy. Hắn biết mình thực lực hay là hơi yếu đi một chút. Nếu thực lực hắn mạnh hơn, hắn tại liệt vực quyền oanh ra thời điểm liền sẽ
lại đến một cái đạo không gian giam cầm. Cái kia huyền tiên tu sĩ mạnh hơn bị không gian của hắn cầm cố lại, lại bị liệt vực quyền đánh trên thân thể cũng sẽ lộ tung nhục thân. Hắn rõ ràng nếu như hắn không gian giam cầm cùng với liệt vực quyền đồng thời thi triển, hắn thần niệm không đủ, dạng này sẽ tạo thành hắn liệt vực quyền uy lực hạ xuống. Trên thực tế hắn không có phán đoán sai. Vừa rồi hắn toàn lực oanh ra liệt vực quyền cũng không có đem đối thủ thân thể đánh nát. Có thể thấy được cường độ thân thể của người này so với hắn cường đại hơn. Nghĩ tới lúc trước hắn kém chút nữa tại khi trong kiếp lôi mất mạng, lúc này máu kỵ bức thiết muốn tu luyện một môn công pháp luyện thể. Khụ khụ, cái này huyền tiên tu sĩ giấy ruộng đứng lên ho khan vài tiếng, nhìn máu kỵ nhãn thần trở lên là băng hàn. Ta ngược lại thật là xem thường ngươi, nho nhỏ một cái kim tiên thế mà kém chút nữa thắng ta. Tốt, rất tốt. Cái này huyền tiên tu sĩ từ từ hướng Mạc Quốc Kỵ mỗi bước, cơ hồ đều mang khí tức tử vong. Mỗi bước vào một bước liền có mang ý nghĩa Mạc Quốc Kỵ khoảng cách tử vong gần một bước. Mạc Quốc Kỵ cầm ra mấy cái đan dược chữa thương nuốt vào, thương thì hắn so với đối phương lặng. Chí ít hắn hiện tại còn không đứng dậy được. Hiện tại hắn duy nhất bằng vào chính mình sinh cơ lạc. Chỉ cần sinh cơ lạc còn tại cấp tốc chữa trị thương thế, hắn nên có chút hy vọng sống. Người chết đi cho ta, cứ việc người kém chút nữa giết ta, người sau khi chết ta sẽ đem bí mật của người phát dương quang đại. Cái này huyền thiên tu sĩ đi đến khoảng cách Mạc Quốc Kỵ chỉ là một trượng địa phương, chậm rãi giơ tay lên. Giờ phút này Mạc Quốc Kỵ đứng lên cũng không nổi, chính là thịt cá trên tấc gỗ. Mạc Quốc Kỵ đồng dạng gian nan giơ tay lên, đồng dạng chậm rãi vạch ra một quỹ tích huyền ảo, khàn khàn nói: ta không phải là kém chút nữa giết ngươi, ta là khẳng định giết ngươi. Huyền thiên tu sĩ bỗng nhiên cảm thấy không đúng, rõ ràng mặt trời chói chang, hắn cảm nhận được một loại hàn ý, không gian tựa hồ giờ khắc này biến hóa, một loại khí tức tử vong trong không gian này tràn ngập ra, khí tức này để hắn cảm giác kiềm chế ngạt thở. Không đúng, cái kia nho nhỏ kim tiên sâu kiếm còn có sát chiêu. Lúc này tên này huyền tiên tu sĩ rốt cuộc không lo được thương thế của mình cực kỳ nghiêm trọng, tụ tập chính mình tất cả tiên nguyên phải tăng tốc động tác. Chỉ là không đợi cho hắn một quyền này đánh về phía Mạc Quốc Kỵ, hắn lần nữa cảm thấy một loại tuyệt vọng, một loại khí tức tử vong chế trụ hắn, để hắn hô hấp đều chật vật. Trong mắt hắn dâng lên một loại hoảng sợ, đây là thủ đoạn gì hắn thế nhưng chưa bao giờ thấy qua. Giờ khắc này hắn linh lạc bắt đầu vỡ vụn, thức hải sụp đổ. Phốc, Mạc Quốc Kỵ rốt cuộc nhịn không được há miệng một đoạn huyết tiễn phun ra, một cái loại chóng váng cảm giác truyền tới. Giờ khắc này hắn thậm chí cảm thấy bản thân giống như luốt một cái cự đại chuột chết đồng dạng, có một cái loại cực độ lồn mửa cảm giác. Bịch, đứng tại Mạc Quốc Kỵ đối diện, tên huyền tiên tu sĩ rốt cuộc thõng cánh tay xuống, mới ngã xuống đất liền ngay cả nguyên thần hắn cũng không có kịp tràn ra, liền bị loại kia không gian tử vong ký tức xoắn thành mảnh vỡ. Chương 495, không đủ. Mạc Quốc Kỵ lần nữa luốt mấy cái đan dược chữa thương, loại cảm giác cực độ suy yếu truyền tới, lòng hắn thầm nghĩ thật là lợi hại. Không phải trước mắt cái này huyền tiên tu sĩ thật lợi hại, mà là sinh tử luân thật lợi hại. Hắn thậm chí hoài nghi, nếu như hắn chiêu thứ nhất không cần liệt vực quyền mà dùng sinh tử luân, có hay không chiến đấu đã sớm kết thúc. Bất quá Mạc Quốc Kỵ rất nhanh phủ định ý nghĩ này. Cái này cách làm quá mức mạo hiểm, sinh tử luân hoàn toàn chính xác rất mạnh. Một khi đối thủ vượt qua hắn quá nhiều mà nói, liền xem như hắn sinh cơ lạc cũng có khả năng gặp phải sinh tử luân mạnh mẽ phản vệ. Sinh tử luân phản vệ hắn không sợ, dù sao hắn có sinh cơ lạc cũng không phải tốt như vậy mà bị giết. Mấu chốt là hắn khi gặp phải sinh tử luân phản vệ, thực lực hắn đại giảm, không có tư cách cùng đối thủ liều mạng. Sinh tử luân chỉ có thể làm thủ đoạn tuyệt sát, không phải thủ đoạn chiến đấu. Hào hết tất cả khí lực giết chết huyền tiên về sau, Mạc Quốc Kỵ nghỉ ngơi một phút đồng hồ thời gian, dãy ruộng đứng lên, thu hồi huyền tiên tu sĩ chiếc nhẫn, đưa tay lên một đám lửa, đem tên huyền tiên tu sĩ hóa thành tro bụi, cấp tốc rời khỏi nơi này. Hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, xem như một cái tu sĩ bình thường nhất đến cũng có thể giết hắn. Lửa lén hương thời gian về sau, Mạc Quốc Kỵ tìm được một mảnh đất màu xám, lập tức tiến về bất hủ giới. Bất hủ giới hóa thành một cái hạt cát đá, xen lẫn một đống cát thạch tương bên trong. Từ đạt được hồ lô màu tím về sau, Mạc Quốc Kỵ ngoại trừ đảo phong chính là độ kiếp, cuối cùng còn muốn liều mạng. Cho tới bây giờ hắn không có tiến vào chính mình bất hủ giới nhìn. Bất hủ giới trong hồ lô màu tím vẫn còn. Điểm Mạc Quốc Kỵ nhẹ nhàng thở ra chính là khí tức của hồ lô tím này tựa hồ cũng không có tràn ra ngoài.
Mã Quốc Nghị không dám đi cảm thụ hồ lô màu tím, tranh thủ thời gian tại bất hộ giới bên trong bố trí mấy cái đơn giản ẩn nấp cấm chế, đem hồ lô vây quanh. Làm xong những cái thứ này, hắn mới bắt đầu chữa thương. Mã Quốc Nghị thương thế chủ yếu là một cái đạo vết đào phân liệt sau đao mang. Tên kia huyền tiên tu sĩ, vết đào nứt mang chẳng những mang theo một loại xé rách khí tức, còn có một loại thẩm thấu cốt tủy sát ý. Nếu không phải Mặc Kỵ có được sinh cư lạc, hắn cuối cùng căn bản không có cơ hội thi triển sinh tử luân. Hắn đoán chừng vết đào kia phải cùng đao ngân phong nơi này có quan hệ. Một cách nho nhỏ xa phó liền có loại này lăng lệ vết đào công kích, đổi thành đao ngân phong phòng chủ, chẳng phải là nhấc tay nhấc chân đều có thể bóp chết hắn. Giờ phút này Mã Quốc Kỵ có thể nghĩ đến trước núi ắt có đường. Người phong chủ kia luôn không có khả năng vì một cách nho nhỏ quản gia chuyên môn tìm hắn ra tay. Khoảng cách Mã Quốc Kỵ chữa thương chỗ ngoài ngàn dặm chính là một cái hình tròn mộ bia, chỉ ít mấy trăm người vây quanh. Trong mộ bia thẩm thấu ra từng đạo sát ý cường đại khí tức. Mấy tên kim tiên tu sĩ vời thầy tại trước mộ bia cách đó không xa, hiển nhiên chết không lâu. Mọi người chờ một chút rồi lại động thủ. Cái này mộ bia rất có thể là vô sinh đạo tông lai lịch đại tông chủ bài vị chỗ ở. Chúng ta chỗ này thực lực mạnh nhất bất quá là huyền tiên tu vị. Nếu là dạng lành ngạn công mà nói, chờ vô sinh bí cảnh đóng lại cũng không nhất định có thể mở ra nơi này. Ta đề nghị mọi người hãy khai thác thủ đoạn khác đến đánh vỡ nơi này. Một tên người mặc áo nâu tuấn lãng thanh niên đứng dậy đối với xung quanh tu sĩ ôm quyền cao giọng nói: ta đồng ý Kiều sư huynh mà nói, chúng ta không thể như vậy mà làm. Kiều sư huynh là ta Vĩnh Anh tiên vực thập đại huyền tiên cường giả, lại là nhất kiếm tông lục tinh thiên tài, ta cũng là hai tay thắn tán thành Kiều sư huynh dẫn đầu, bằng không mà nói chúng ta chỉ có thể coi như là lăm bè bảy mảng. Tên thanh niên áo nâu lúc này nói lời đã đưa tới đông đảo tu sĩ duy trì. Hắn đối với đông đảo ủng hộ hắn, thanh âm đè ép tay tiếp tục cất cao giọng nói: đa tạ các vị tiểu tiền hữu hậu ái, đã như vậy ta Kiều Trung Viêm liền không làm kiêu, hiện tại xin mời tinh thông trận đạo tiền hữu đứng ra, huyền tiền tù vị tiền hữu đứng ra. Tại khi đám người một góc cầu, Tình Hạo có chút nhíu mày, hắn nhìn ra một chút bên trong phương hướng, lát sau có chút bất mãn nói: Hồng Kỳ đến chuyện gì xảy ra, đi làm chút chuyện nhỏ thế mà giờ chưa có trở về. Đứng ở bên hắn, người thiếu nữ kia vội vàng nói: cái kia kim tiên hẳn đang có chạy trốn thủ đoạn, Hồng quản sự nói không chừng đang đuổi theo hắn, trong lúc nhất thời không có trở về. Cho hắn phát cái tin tức để hắn lập tức quay lại, bằng không mà nói nơi này mở ra chúng ta không xuất thủ, đến lúc đó chia không đến bao nhiêu thứ sâu kiến kia, chờ sau khi rời khỏi đây lại thu thập. Cầu Tình Hạo hừ lạnh một tiếng: vâng thiếu gia. Thiếu nữ tranh thủ thời gian đưa tay phát một đạo tin tức: à đây không phải là đao ngân phong sẽ nhặt đồ vật câu thiếu sao? Nhiều người ở đây, người nhất định chú ý, nói không chừng đợi lát nữa liền có cái gì rơi xuống sẽ bị ngươi nhặt được. Để Cố Tinh Hạo ghét nhất thanh âm lại truyền tới: trọng trấn, người trần nhai tiên thành bất quá là một cái trung tiên thành mà thôi, ta đào ngân phòng liền không thấy sợ. Trông thấy trọng trấn tới, Cố Tinh Hạo hừ lạnh. Trọng trấn cười lạnh một tiếng nói: Cố Tinh Hạo, người đừng tưởng rằng chính mình điểm này hoạt động người khác không biết, loại này mở ra cấm chế bảo vật đại sự, bên cạnh người Hồng Kỳ thế mà không ở đây. Hắc hắc, hắn không đi truy sát cái kia vừa mới độ kiếp kim tiên chứ? Thiếu gia chưa có trở về tin. Đứng tại Cầu Tình Hạo bên người, thiếu nữ bỗng nhiên trả lời một câu, giọng nói có chút sợ hãi. Cầu Tình Hạo rốt cuộc không lo được bên trong trọng trấn, trực tiếp phát đạo chuyển thư phi kiếm. Nhưng nếu là một lát sau, sắc mặt của hắn liền một dạng khó nhìn. Hắn cảm giác chính mình chuyển thư phi kiếm thế nhưng không tìm thấy mục tiêu mà hủy diệt tiêu diệt. Cái này vô sinh bí cảnh bên trong truyền thư phi kiếm tìm không thấy mục tiêu tuyệt đối không phải bởi vì khoảng cách quá xa, khả năng duy nhất mục tiêu biến mất, điều đó không có khả năng. Cầu Tình Hạo nghiêm nghị hét một tiếng,
Hắn thấy cái gọi là Mạc Tinh Hà tu sĩ bất quá chỉ là một cái tu vị mới kim tiên mà thôi. Vô luận hắn bao nhiêu lợi hại cũng vô pháp giết chết Hồng Kỳ. Câu Tinh Hạo mới kêu một câu, một cái đạo lăng lệ thần niệm liền rơi vào người hắn. Trong đạo thần niệm mang theo một tia nghiêm khắc cảnh báo. Câu Tinh Hạo cả người giật mình, lập tức tỉnh táo. Hắn mặc dù tính không sai, có chút lội tình, nhưng so với cái này dùng thần niệm quét tới hắn kiểu trung viêm, hắn chính là một con kiến hồi bên trong sâu kiến. Người ta nhất kiếm tông, thêm như tùy tiện một cái trưởng lão cũng có thể tiêu diệt Đào Ngân Phong. Trốn ở bất hủ giới bên trong, máu kỵ tại sinh cơ lạc thẩm thấu vào, thương thế ngay lập tức biến mất. Đến cuối cùng 108 đầu mạch lạc trong tiên nguyên càng là cuồn cuộn lưu động, một cái loại cảm giác khống chế lần nữa xông lên đầu. Máu kỵ mở mắt, tu vị hắn đã tăng lên quá nhanh. Hắn thành thói quen loại này, mỗi lần khôi phục đều là càng cường đại hơn cảm giác. Cùng với tên huyền tiên đại sư tu sĩ một trận đại chiến, Máu kỵ bản thân cảm giác thu hoạch rất nhiều. Hắn chẳng những biết mình thực lực hiện tại có thể so với huyền tiên hơi yếu đi một chút, còn rõ ràng hắn khiếm khuyết đồ vật. Mặc dù hắn cho tới nay đều thông qua các loại thủ đoạn lôi hồ rèn luyện, cái này chính là y nguyên cùng cương giả cách xa rất xa. Cái kia huyền tiên tu sĩ bất quá là một cái bình thường nhất huyền tiên sơ kỳ, thiếu chút nữa đã tiêu diệt hắn. Nếu hắn là một cái mạnh một chút huyền tiên, hắn liền nhìn không đủ nhìn. Thứ hắn yếu nhất chính là thần niệm còn chưa đủ. So với tu sĩ cùng sai đến, hắn thần niệm phải cường đại hơn rất nhiều. Nhưng hắn cường đại không chỉ qua đan dược bình thường rèn luyện, cũng chính là mình bất hủ phàm nhân quyết đến được tới. Loại này cường đại chỉ có hạn. Một khi gặp càng mạnh tu sĩ, hắn còn chưa đủ nhìn. Thậm chí nói gặp cùng sai thiên tài tu sĩ, hắn đồng dạng ở vào hạ phong. Ngoại trừ muốn để nhục thân mình cường đại bên ngoài, còn muốn tìm một cái cỗ cô đọng thần niệm thủ đoạn. Máu quốc kỵ lấy ra cái huyền tiên tu sĩ chiếc nhẫn. Hắn lần thứ hai đạt được huyền tiên tu sĩ chiếc nhẫn, lòng rất là chờ mong. Lấy mà quốc kỵ trận đạo cấm chế trình độ, chiếc nhẫn kia cấm chế rất dễ dàng liền bị hắn mở ra. Vào mắt là một đống tiên linh thảo, phần lớn là cấp 2, cấp 3 tiên linh thảo, còn có số ít cấp 4 tiên linh thảo. Thượng phẩm tiên tinh ngược lại không nhiều, chỉ là có mấy vạn tạ hữu. Cái này khiến Mạc Quốc Kỵ rất là kinh bỉ. Một cái huyền tiên tu sĩ thế mà không có giàu có như hắn. Trừ một cái đó ra, chỉ có một ít luyện khí vật liệu cùng mấy cái món tương đối đồng dạng tiên khí. Mạc Quốc Kỵ rất là thất vọng, đem chiếc nhẫn thu hồi. Nếu không phải cái kia một đống tiên linh thảo, cái kia huyền tiên chính là một cái quỷ nghèo. Đem những tiên linh thảo này toàn bộ chỉnh lý trong chiếc nhẫn của mình, Máu kỵ lại đem bất hổ giới bên trong miệng hồ lô dùng một chút cấm chế giam lại, đồng thời ra cố một chút hổ lô ẩn nặc trận. Lúc này mới rời đi bất hổ giới. Hắn hiện tại muốn tìm một người hỏi thăm một chút nơi này đến cùng là địa phương nào, hoặc nói đây là bí cảnh nào. Đáng tiếc là hắn lại không thể gọn gàng dứt khoát hỏi. Một khi trực tiếp hỏi, người khác liền khẳng định biết lai lịch của hắn có vấn đề. Oành, lại là một đạo kịch liệt bạo hưởng truyền tới. Máu kỵ có chút hài nghi, nhìn phát ra cái bạo tạc địa phương, cái chỗ kia vài ngày trước xuất hiện các loại bạo tạc này, không nghĩ tới mấy ngày trôi qua bạo tạc vẫn còn ở đó. Bất quá Máu kỵ không tính đi qua. Hắn giết Đào Ngân Phong một tên huyền tiên, bây giờ muốn đi chính là thế nào đi rời khỏi nơi này. Nhưng mà vào lúc này, một đạo mang theo cùng hắn lửa tháng kích mang tương tự minh mông khí thức xông ra. Dù là Mạc Quốc Kỵ cách xa nhau như vậy cũng cảm nhận được. Hoành càng là cuồng bạo hơn, lộ vàng lộ tốt một cỗ lồng đậm tới cực điểm tiên linh khí trực tiếp từ lòng đất xông ra. Nguyên bản còn không nghĩ tới đi, Mạc Quốc Kỵ trực tiếp đội tới